Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần khay SIM, khay chứa SIM thẻ nhớ của Samsung Galaxy J8-118. Các bạn để ý cái chân đồng tiếp xúc này. Khi nó cong vênh móc méo thậm chí là gãy làm cho máy không nhận được SIM, không tiếp xúc được SIM, dẫn đến hiện tượng là nhận SIM lúc được lúc không, chập chờn, mất sóng trên Samsung Galaxy J8-118. Hiện tại di động cao cấp .vn đang địa chỉ cung cấp tất cả các linh kiện trên Samsung Galaxy J8-118 nói chung, của quá trình thay mới, sửa chữa bị các bạn khi cần. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới cho các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới khay SIM, sửa lỗi không nhận SIM trên Samsung Galaxy J8-118. Quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên tại di động cao cấp .vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp .vn.